Kính mời quý vị khán giả theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, ngân hàng thế giới WB hôm qua công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, cho thấy kinh tế toàn cầu đã sáng sủa hơn trong báo cáo được công bố hai lần mỗi năm, VKP dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 2,6% bằng năm ngoái. Dự báo này tăng 0,2% so với mức được VKP đưa ra hồi tháng 1, cho thấy kinh tế toàn cầu có thể thoát được mạch giảm 3 năm liên tiếp. Đó là nhờ động lực tăng trưởng bất ngờ của nền kinh tế đầu tàu thế giới Mỹ. Tuy nhiên, VKP cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch Covid và ảnh hưởng đến các nước nghèo. VKP dự báo Năm 2025 và 2026, tăng trưởng kinh tế toàn cầu là 2,7%, trong khi mức tăng trưởng trung bình trong một thập kỷ trước đại dịch là 3,1%. Chuyên gia kinh tế Ai Handcross của VKB lưu ý, thống kê mới nhất cho thấy trong khoảng 2 năm rưỡi tới, 60% các quốc gia sẽ chứng kiến mức tăng trưởng thấp hơn so với giai đoạn 10 năm trước khi đại dịch Covid bùng phát. Những nước này chiếm 80% dân số thế giới, 75% các nước có thu nhập thấp bị hạ triển vọng tăng trưởng, đây thực sự là thách thức. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's cảnh báo cuộc bầu cử quốc hội sớm ở Pháp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng tín nhiệm của nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu này. Trong thông báo hôm qua, Moody đánh giá bầu cử sớm sẽ làm gia tăng rủi ro cho quá trình củng cố tài khóa, gọi đây là điểm trừ khi đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Pháp, hiện đang ở mức AA2. So với hãng Fitch và S&P Global, Moody duy trì thang điểm tín nhiệm của Pháp cao hơn một bậc. Moody nêu rõ, nguy cơ bất ổn chính trị được xem là một rủi ro tín nhiệm vì chính phủ kế nhiệm cũng sẽ tiếp nhận một trạng thái tài khóa đầy thách thức. Moody để ngỏ khả năng hạ mức triển vọng xếp hạng tín nhiệm pháp từ ổn định xuống tiêu cực nếu các biểu đồ nợ công của nước này tiếp tục xấu đi. Từ ngày 11 đến 13 tháng 6 tại Singapore diễn ra triển lãm giới thiệu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào lĩnh vực bán lẻ. Chỉ cần ảnh của khách hàng, ứng dụng AI có thể chọn ra trang phục phù hợp cho họ đó là sản phẩm của công ty Finezy. Giám đốc điều hành Olivia Tan cho biết: Chúng tôi giải quyết vấn đề tìm kiếm sản phẩm phù hợp, từ đó người tiêu dùng có thể tìm được các sản phẩm họ muốn một cách nhanh nhất có thể. Nhà bán lẻ thiết bị điện tử Gain City giới thiệu mô hình cửa hàng tự động hóa sẽ được triển khai trước cuối năm tới để ứng phó với tình trạng thiếu lao động. Công ty cũng dự kiến triển khai ứng dụng tự động kiểm tra hàng tồn. Bà Candy Cao, giám đốc tiếp thị chia sẻ: Dựa trên dữ liệu về hành vi mua sắm của khách hàng, AI có thể giúp chúng tôi dự đoán sản phẩm người dùng muốn mua. Trong khi đó, tập đoàn Intel của Mỹ giới thiệu giải pháp giúp các nhà bán lẻ xác định khu vực thu hút đông khách hàng nhất trong cửa hàng để trưng bày sản phẩm hiệu quả nhất. Các công ty công nghệ khởi nghiệp của Nhật Bản đang xúc tiến giới thiệu sản phẩm ở Ấn Độ nhằm thu hút lao động có tay nghề cao. Sáu công ty công nghệ khởi nghiệp đã giới thiệu sản phẩm về robot và trí tuệ nhân tạo nhằm tuyển dụng kỹ sư. Sự kiện do tổ chức phát triển công nghệ công nghiệp và năng lượng mới của Nhật Bản tổ chức hôm qua tại Viện Công nghệ Ấn Độ ở thủ đô New Delhi thu hút hơn 100 người tham dự. Công ty này giới thiệu robot có thể làm sạch các tấm pin mặt trời trong môi trường khắc nghiệt như sa mạc với mong muốn tuyển dụng nhân viên để mở rộng sang thị trường sản xuất năng lượng mặt trời đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ, một người dự sự kiện cho biết. Tôi rất ấn tượng trước những tiến bộ trong công nghệ của Nhật Bản và mong muốn được làm việc cho một công ty Nhật Bản một quan chức của cơ quan xúc tiến công nghệ cho biết, Ấn Độ là thị trường hấp dẫn với các doanh nghiệp Nhật Bản và là nguồn cung cấp nhân sự đáng chú ý. Một ngày sau khi ra mắt các tính năng AI mới, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Mỹ Apple tăng vọt, được kỳ vọng giúp nhu cầu iPhone tăng tốc trở lại. trốn phiên hôm qua, cổ phiếu Apple tăng 7,3% lên kỷ lục mới, kéo vốn hóa của hãng lên 3.180 tỷ đô la, gần bằng Microsoft với 3.220 tỷ đô la đại gia phần mềm này của Mỹ hiện là công ty giá trị nhất thế giới. Vốn hóa của Apple cũng vượt lên trên hãng chip Nvidia 2.970 tỷ đô la. Trước đó, cổ phiếu Apple chịu sức ép do nhu cầu iPhone yếu và nhà đầu tư lo ngại Apple chậm chân trong cuộc đua AI toàn cầu. Tại sự kiện thường niên hôm 10 tháng 6, Apple đã công bố các cải tiến với trợ lý ảo Siri và bổ sung tính năng AI Apple Intelligence trên các ứng dụng. Sau sự kiện này, giới phân tích đã nâng dự báo giá cổ phiếu Apple. đoàn bảy từ cổ phiếu của Apple cũng góp phần giúp các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ tăng cao trong phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh giới đầu tư chờ quyết định chính sách mới nhất từ cục dự trữ liên bang Fed. Khép phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 0,27% lên mức kỷ lục mới là 5.375,32 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng thêm 0,88% chốt ở mức 17.343,55 điểm. Phiên thứ hai liên tiếp chỉ số này đóng ở mức giao dịch cao kỷ lục. Trái lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,31%, xuống còn 38.747,42 điểm. Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, ngành công nghệ có đà tăng mạnh nhất là 1,7%. Đó là do đồng bẫy từ việc Apple ra mắt hệ thống trí tuệ nhân tạo cá nhân dành cho iPhone, iPad và MacBook. Sau khi cuộc họp chính sách của Fed kết thúc hôm nay, các nhà đầu tư sẽ theo dõi để nghe nhận xét từ Chủ tịch Fed ông Jerome Powell và tìm hiểu thêm về xu hướng lãi suất chuyên gia Marco Kolanovic của ngân hàng CB Morgan đánh giá. Chúng tôi nhận thấy triển vọng giảm lãi suất trong năm nay đã suy giảm nhiều. Hiện chúng tôi cho rằng năm nay Fed sẽ chỉ có một lần giảm lãi suất duy nhất vào tháng 11. Báo cáo lạm phát dự kiến sẽ được công bố ngay trước khi Fed kết thúc cuộc họp. Trong khi đó, theo ngân hàng Bank of America, giá năng lượng giảm có thể sẽ góp phần gây thêm áp lực giảm chỉ số giá tiêu dùng CPI. Nhà kinh tế Stephen Schneider của ngân hàng này nhận định, giá năng lượng có thể giảm trong tháng 5 trên cơ sở điều chỉnh theo mùa do giá xăng giảm. Đây có thể là một sự nhẹ nhõm cho người tiêu dùng sau khi giá xăng tăng trong tháng 4 và tháng 3. Theo dữ liệu của Bloomberg, lạm phát cơ bản vẫn tăng cao do chi phí nhà ở và các dịch vụ cốt lõi như bảo hiểm và chăm sóc y tế cao hơn. Nhà kinh tế Michael Gappin của Bank of America lưu ý, lạm phát nhà ở có khả năng tăng nhẹ trong tháng này do giá nhà trọ tăng, Tuy nhiên các dịch vụ cốt lõi trừ nhà ở sẽ có phần giảm nhẹ khi chúng tôi tìm kiếm mức tăng nhẹ hơn ở một số loại dịch vụ. Trên thị trường năng lượng, khép phiên hôm qua, giá dầu Brent biển Bắc tăng 0,4% chốt ở mức 81,92 đô la Mỹ trên thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ về KTDI tăng 0,2% lên mức 77,9 đô la Mỹ trên thùng. Giá dầu tăng sau khi cơ quan năng lượng quốc tế nâng dự báo do nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm nay. Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên hôm qua, dù đồng đô la Mỹ tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và kết luận cuộc họp chính sách của Fed. Kết thúc phiên giao dịch này, hợp đồng vàng giao ngay tăng nhẹ 0,1% lên 2.312,70 đô la Mỹ trên một ounce. Hợp đồng vàng tương lai gần như không thay đổi ở mức 2.326,60 đô la Mỹ trên ounce. Chuyên gia phân tích Edward Mayer của Mares nhận định rằng, Mọi người lo lắng về cuộc họp của Fed vì nếu số liệu lạm phát không cho thấy bất kỳ sự cải thiện nào, Fed sẽ không phát tín hiệu sẽ sớm hạ lãi suất, có nghĩa là cả đồng đô la và lãi suất Mỹ sẽ tăng. Điều này là tiêu cực đối với vàng. Lãi suất cao làm vàng trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời khác. Người tiêu dùng Nhật Bản đang cảm nhận được ảnh hưởng từ việc nguyên liệu nhập khẩu tăng cao. Dữ liệu cho thấy giá của hơn 600 mặt hàng bao gồm sô cô la, ca cao và nước cam đã tăng trong tháng này. Một số công ty Nhật Bản muốn hàng hóa của họ có giá phải chăng bằng cách tìm nguồn cung ứng nguyên liệu ngay ở trong nước và một số nông dân địa phương nhìn thấy cơ hội vàng để phát triển. Công ty đồ uống Ehime ở thành phố Matsuyama, tỉnh Ehime sản xuất nước cam, trong đó hầu hết nguyên liệu là nhập khẩu, nhưng từ tháng 4 vừa qua, nhiều nguyên liệu trong nước đã được đưa vào sản phẩm của công ty. Vụ thu hoạch cam kém ở Brazil là nguyên nhân khiến giá nhập khẩu nguyên liệu tăng gấp 3 hoặc gấp 4 lần. Ông Ochi Tsunsuke, đại diện công ty chia sẻ, Chúng tôi đã tăng giá sản phẩm và chúng tôi không ngờ tình hình lại thay đổi một cách trầm trọng như gần đây. Chi phí nguyên liệu nhập khẩu tăng mang lại cơ hội cho hoạt động kinh doanh trong nước, chẳng hạn như với nông dân trồng ô liu ở tỉnh Hiroshima này. Hạn hán ở châu Âu khiến sản phẩm của họ trở nên cạnh tranh hơn. Ông Hamada Akihiro, giám đốc câu lạc bộ Yamamoto, cho biết, khoảng cách giữa giá dầu ô liu trong nước và nhập khẩu đang được thu hẹp lại. Tôi hy vọng điều này là cơ hội. Đó là cơ hội cho nông dân ở thành phố Etashimi, nơi vườn ô liu cho sản lượng ngày càng tăng. Người đàn ông này khởi nghiệp từ 10 năm trước trên mảnh đất của một người họ hàng. Chúng tôi làm việc cùng nhau vì đất đai bị bỏ hoang. Ông bán sản phẩm của mình cho một công ty địa phương. Năm ngoái chúng tôi đã thu hoạch được 12 tấn ô liu, nhưng hiện tại chúng tôi đang nhắm đến 30 tấn giá dầu ô liu nhập khẩu đang tăng cao và chúng tôi có thể cạnh tranh hơn bằng cách tăng sản lượng. Đổi thay đang đến với ngành nông nghiệp của Nhật Bản và một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc các nhà lãnh đạo của đất nước phải lưu ý. Cố vấn nghiên cứu Hirasawa Akihiko thuộc Viện Nghiên cứu Norin Chuykin lưu ý, nông dân Nhật Bản thường trồng cây ăn trái và rau quả để tiêu thụ dưới dạng sản phẩm tươi sống dễ bị hư hỏng, chứ không phải để chế biến Điều quan trọng là ngành phải đảm bảo nguồn cung ổn định và để làm được điều đó, nông dân phải tăng sản lượng để giảm chi phí một cách hiệu quả. Tôi nghĩ chính phủ nên hỗ trợ cho nông dân các chính sách trung và dài hạn. Quý khán giả vừa theo dõi xong bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.